Kính thưa quý vị, dân tộc nào cũng có lịch sử hình thành và cộng đồng nào cũng có quá khứ ôn lại câu chuyện thuyền nhân Việt Nam, không phải để gợi lại những bức xúc, oán hận vốn là những động lực đẩy con người ra biển, nhưng là để xác định lại chính những làn sóng người di tản từ tháng 4 năm 1975 đã đắp bồi nên khối cộng đồng người Việt vững mạnh hiện nay ở hải ngoại. Và sau đây, chương trình Chuyện thật tôi kể xin gửi đến quý vị một câu chuyện có thật về cách đây 45 năm về trước. Vụ án 19 thuyền nhân Việt Nam anh dũng chống lại hải tặc Thái Lan không hề phai nhòa. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng khi đi lại con đường từ tòa án sang nhà thương ở Pak Pha Nang, Thái Lan, rõ ràng anh đi bằng những bước chân của một chàng thanh niên rắn rỏi từ 36 năm về trước. Hai tay anh đưa lên vai như đang khiêng một người bạn tù, chân dang ra như con xiềng xích dưới chân, miệng la lớn: "Ráng lên Uyên, tụi mình sống rồi." Tháng 3 năm 2017, anh Đoàn Văn Nguyên là người trong hơn nhóm 19 thuyền nhân lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1981 trở lại về thăm lại nhà tù và tòa án Phát Nga Năng, miền Nam của Thái Lan, nơi đã giam giữ 19 thuyền nhân chống hải tặc đã được tòa án tha bổng. Chúng tôi may mắn được đi cùng với anh trong chuyến trở lại này. Được ghi lại chuyện của anh, một câu chuyện sống sót hy hữu của thuyền nhân Việt Nam, cũng là một vụ án làm rung động thảm cảnh tị nạn Việt Nam trước thế giới khoảng năm 1981 đến năm 1982. 36 năm về trước, ký ức về một cả một năm trời đằng đẵng trong nhà tù khổ sai Phat Pha Nang của Thái Lan không hề phai mờ. Anh đếm từng bước chân khi đi qua cây cầu từ nhà tù đến tòa án, đầu ngẩng lên nhìn ánh nắng ban mai xuyên qua cành lá gật gù. Chị thấy không, tôi vẫn còn nhớ bao nhiêu bước chân là chiều dài của cây cầu này. Mỗi tháng 19 đứa tụi tôi dẫn từ nhà tù qua tòa án, mỗi hai người bị xiềng chân vào nhau, đi đi về về qua cây cầu này. Nhìn xuống bến sông, có lúc tụi tôi đã ước liều mạng nhảy xuống sông, biết đâu có thể trốn thoát. Vì mỗi lần ra tòa là một lần tuyệt vọng. Tuy ban đầu có lúc chúng tôi vẫn nghĩ còn có tia hy vọng. Anh kể lại thời gian đầu, đã có đài truyền hình Antenne 2 của Pháp tổ chức các bác sĩ không biên giới và các phóng viên ký giả Pháp từng vào tận nhà tù Phát Ma Năng phỏng vấn, quay hình. Về sau khi ra tù, anh mới biết đài truyền hình các ký giả của tờ báo danh tiếng của Pháp đã lên tiếng công kích đại sứ Thái Lan ở Paris về tinh thần và trách nhiệm của chính phủ Thái Lan đối với thuyền nhân và nạn nhân cộng sản, đã khiến dư luận cả Âu Châu phải chú ý. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn lúc đó thì sau thời gian đầu ồn ào, mọi việc ngày càng bất lợi, dư luận Thái đòi kết án 19 thuyền nhân với bản án tử hình hay tù chung thân vì chính họ là những người cướp tàu, giết người Thái, nhất là khi có nhân chứng là vợ của một trong bốn tên hải tặc bị chết trên biển đã ra tòa, chỉ vào các anh: "Bọn họ, chính là bọn họ giết chồng của tôi." Anh kể lại: "Các anh chỉ cố gắng tự vệ, liều chết chống lại hải tặc. Sau lần đầu bị cướp, lần thứ hai chiếc tàu khác ập tới, chúng lùa hết tất cả mọi người lên tàu của chúng. Sau đó, các tên hải tặc nhảy xuống ghe vượt biển, chia nhau lục lọi tìm vàng bạc trong những túi xách của các thuyền nhân và phá vỡ ghe làm nước ngập cả hầm." Anh ngồi thẳng người lên, hai tay như đang cầm một con dao trong trí nhớ. Sau khi lục soát, chúng xua đuổi người tị nạn xuống lại chiếc ghe đã bị bể nát và tràn ngập nước. Thấy người tị nạn lưỡng lự vì không chịu xuống chiếc ghe đã bị bể nát, bọn cướp biển liền ra tay, đâm lòi ruột một người. Trước hành động dã man ấy, tất cả người tị nạn đồng loạt la lớn: tấn công, giết tụi nó, không, tụi nó giết mình." Anh kể, có vài anh chụp được mấy cây lao tụi ngư phủ dùng để đâm cá. Vậy là tụi tôi phóng lao về mấy tên cướp lao,
chĩa ba, dao, bất cứ vật gì có thể làm vũ khí tự vệ. Chúng tôi liều mạng với bọn cướp vì bị trở tay bất ngờ. Có mấy tên bị trúng lao, ngục xuống. Mấy tên khác nhảy xuống biển. Lúc đó chúng tôi phát giác còn một tên trong hầm máy. Thấy chỉ còn một mình, nó xả cho bể máy rồi cũng nhảy xuống biển tẩu thoát. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không một gợn mây. Xung quanh chỉ có tiếng chim ríu ríu trên cành lá quanh bến sông. Anh như nín thở, sống lại cảnh hỗn chiến chỉ trong tích tắc 36 năm về trước. Không còn một tiếng động, các cô, các chị sau khi gào thét như những liều thuốc kích thích cho chúng tôi đủ sức tự vệ, cũng gục xuống trên boong tàu. Bọn đàn ông thanh niên thì vẫn còn bị bất ngờ, ngừng lại để thở, chưa kịp hoàn hồn. Khoảng chiều hôm sau, bắt đầu nghe tiếng máy bay của Hải quân Hoàng gia Thái Lan bay xà xuống trên đầu quan sát thuyền. Con tàu của hải tặc với hơn 120 thuyền nhân không chạy được vì máy đã bị phá bể, bị vây ở giữa những con tàu đánh cá của Thái. Mấy tên sống sót nhảy xuống biển đã gọi đồng bọt đến cứu. Rồi tàu của Hải quân Thái rẽ sóng chạy tới, bắn những phát đại bác thị oai và cho người nhái đổ bộ lên bắt tất cả những người tị nạn và kéo về thành phố Battany. Trên boong tàu, những người đàn bà, trẻ con bắt đầu khóc vì đói khát, sợ hãi, kiệt sức sau những chuyện quá bất ngờ xảy ra. 19 người đàn ông thanh niên trên 18 tuổi sau đó bị đưa thẳng vào nhà tù Pak Panang chờ xét xử. Đàn bà, trẻ con thì được đưa vào trại tị nạn Songkla. Hơn một năm sau, có lệnh ân xá của quốc vương và hoàng hậu Thái. Sau khi có sự can thiệp đặc biệt của bà phu nhân đại sứ Hòa Lan Van Dongen Bùi Tuyết Hồng, bà nguyên là giáo sư của các hoàng tử và công chúa của hoàng gia Thái trong thời gian ông làm đại sứ ở Thái. Có được cảm tình và lưu tâm đặc biệt của hoàng hậu Thái, bà Bùi Tuyết Hồng đến tận trại tị nạn Songkla hỏi thăm và an ủi những người vợ, gia đình của 19 tù nhân, rồi tường thuật lại những tâm linh oan nghiệp, hình ảnh xúc động của những nạn nhân của hải tặc trình bày với quốc vương và hoàng hậu Thái. Điều gây cấn đến phút chót là ngay sau khi lệnh ân xá của quốc vương Thái được đưa ra, một thẩm phán đã vội vã choàng chiếc áo chánh án lên người, đọc lệnh trả tự do một cách hết sức ngạc nhiên. Lúc đó là giờ nghỉ trưa của tòa án, thì một người trong số 19 người là anh Lê Văn Uyên thình lình bị đau ruột cấp tính, gục xuống trong phòng giam. Tất cả các anh còn lại khiêng anh Uyên ra tù và qua nhà thương, chân còn mang xiềng, miệng hô lớn: "Sáng lên Uyên, sáng lên Uyên, mình sống rồi, mình sống rồi." Hôm đó là ngày cuối 28 tháng 12 năm 1981. Tháng 3 năm 2017, đi quanh nhà tù một lần nữa trước khi chia tay Pak Panang, anh Đoàn Văn Nguyên lắng nghe những tiếng động ở bên trong. Qua bốn bức tường gạch đỏ cao, có rào dây thép ở trên. Giờ này, mới sáng sớm, tôi có thể hình dung ra quang cảnh bên trong của nhà tù. Đang là giờ vệ sinh cá nhân trước khi bị tù nhân bị đưa đi lao động. Đi qua bến sông, anh chỉ cho chúng tôi thấy những đống thân dừa, lá dừa nằm chất đống bên bờ nước. Tụi tôi bị đầy vào một trong những việc nặng nhọc nhất của nhà tù, đó là đập những thân dừa, lá dừa cho đến khi mềm. Mềm đến thành ra những sợi dây dừa trơn mịn để làm thảm dừa rất phổ biến ở Thái Lan. Đến bây giờ anh vẫn giữ liên lạc với tôi. Anh luôn nhắc đến ơn của những vị ân nhân người tị nạn Việt Nam như cha Joe Devin. Ngài đến tòa thăm các anh trong phiên xử, vui mừng đón các anh về trại Songkla sau khi được tha bổng. Ngài là niềm vui, sự an ủi, nâng đỡ tinh thần to lớn cho các anh trong thời gian kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần trong tù, như bà Bùi Tuyết Hồng với những lá thư của bà gửi cho người thân của anh chuyển vào tù. Từng lời nói, ngay cả từng dấu chấm, dấu hỏi trong thư đã được các anh truyền tay nhau đọc gần như thuộc lòng. Một thầy giáo người Thái bạn tù đã từng mật báo cho các anh tránh được bọn du đảng trong tù, được mướn tính giết các anh diệt khẩu trước ngày ra tòa.
anh thao thức đợi tin của vị ân nhân mà nay được biết có thể còn ở Hát Giai, không xa trại tị nạn Sóc La bao nhiêu. Sau gần 40 năm, nhóm 19 người tù Bắc Pha Năng mong muốn liên lạc được với tất cả bạn tù năm xưa. Sau đây là danh sách 19 thuyền nhân anh dũng chống lại hải tặc Thái được tha bổng cuối năm 1981. Bác sĩ Dương Chi Lăng, Trần Xuân Vinh, Lê Quang Phương, Hứa Thiện Hùng, Âu Diêu, Khuất Hà Chảy, Đoàn Văn Nguyên, Trịnh Duy Phước, Hồ Minh Tâm, Châu Chí Cường, Huỳnh Công Danh, Nguyễn Anh Lợi, Trần Khắc Đức, Trần Quốc Tuấn, Quang Chí Cường, Huỳnh Trung Thuần, Trần Chánh Thành, Lê Văn Uyên và Dương Hán Minh. Xin liên lạc với anh Đoàn Văn Nguyên ở số phone 818-426-5449, email đoanj9@gmail.com hay anh Hứa Thiện Hùng 512-905-7767 ở Orange County, California. Và rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Chuyện Thật Tôi Kể về câu chuyện thật của 19 người Việt Nam anh dũng đã chống lại sự đàn áp của hải tặc Thái Lan. Và một lời tri ân và cảm niệm đến tất cả những vị ân nhân đã cứu 19 anh ra khỏi trại tù Bắc Pha Năng. Và xin gửi nơi đây một lời tưởng niệm cho tất cả những hương hồn của những người Việt đã bỏ xác trên đường đi tìm tự do. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Chuyện Thật Tôi Kể Người Tị Nạn. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống. Xin thân ái, kính chào.